Dự kiến trong nửa đầu tháng 4, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định một số nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Sau khi có văn bản thẩm định sẽ bắt tay vào tiếp thu giải trình hoàn thiện để trình Chính phủ cho kịp tiến độ về mặt thời gian và chất lượng. Để khi Quốc hội cho phép luật đất đai có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 thì chúng ta đã hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành. Để bảo đảm chất lượng và để kịp tiến độ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đề nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai lần này được xây dựng theo thể thức quy trình rút gọn.